Xin chào các bạn đã quay trở lại với Techmark. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một vấn đề. Thật ra nó không phải là một vấn đề mà đó là về một con chip của Samsung. Vậy thì con chip đó là gì? Hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Samsung Electronics, công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn tiên tiến, hôm nay đã công bố ra chính thức và bắt đầu đi vào sản xuất hàng loạt con chip xử lý phục vụ riêng cho Internet of Things của mình, mang tên là Exynos IT200. T200 nghe như là tên của mấy con kẻo diệt nhỉ, mấy máy ấy. Exynos IT200 được coi như một bước tiến mới của Samsung trong việc gia nhập thị trường giải pháp thiết bị IoT, vốn đang được coi là chủ đạo trong công nghệ tương lai sắp tới. Tương tự như Qualcomm thì Samsung cũng gọi con chip mới của họ như một nền tảng khi cung cấp hầu hết các giải pháp xử lý mà một thiết bị IoT cơ bản cần có, giúp nó trở nên hữu dụng với nhiều loại thiết bị khác nhau, cũng như giúp các nhà sản xuất khác chế ra các thiết bị IoT không cần phải tùy biến lại. Sau đây sẽ là tổng hợp Techmark về một số điểm nổi bật xung quanh con chip này. Exynos IT200 được xây dựng trên quy trình công nghệ 28 nanomet HKMG điện áp thấp nhưng đem lại hiệu năng cao, kết hợp với kết nối Wi-Fi thông dụng, qua đó giúp con chip này có khả năng tối ưu cùng hiệu suất sử dụng cần thiết trong nhiều trường hợp khác nhau. Nói thêm về công nghệ HKMG thì đầy đủ là 2K Metal Gate. Đây vốn là một công nghệ chế tạo CPU hiệu năng cao, lần đầu tiên được sử dụng trong các con chip x86 trên máy tính để bàn của Intel và AMD cách đây không lâu. HKMG tương thích với các dây chuyền sản xuất mới hơn từ 45 nanomet trở lên, giúp đem lại hiệu năng vượt trội cũng như là giúp nhà sản xuất cải tiến con chip của họ trở nên bền hơn. Samsung bắt đầu tích hợp công nghệ HKMG từ con chip flagship Exynos 4 Quad và gặt hái khá nhiều thành công kể từ đó. Do vậy thì việc đem công nghệ này ra ngoài phạm vi của một con chip xử lý cho di động sẽ giúp cho công ty đa dạng hơn trong việc phát huy thế mạnh cốt lõi của họ là công nghệ bán dẫn. Về kiến trúc xử lý thì Exynos IT200 được cấu thành từ hai bộ vi xử lý Cortex R4 và Cortex M0, cho phép các thiết bị mà nó hỗ trợ có thể xử lý và thực hiện các nhiệm vụ khác nhau mà không cần thêm một IC điều khiển bổ sung cho toàn bộ hệ thống, tức là giúp cho hệ thống trở nên gọn gàng và tiết kiệm không gian hơn. Về kết nối thì như đã đề cập, Exynos IT200 tích hợp kết nối Wi-Fi 802.11 BGN trên băng tần 2,4 GHz, đạt chứng nhận Wi-Fi từ Liên minh Wi-Fi lẫn chứng chỉ đám mây Microsoft Azure cho IoT. Bên cạnh đó thì Exynos IT200 còn mặc định hỗ trợ giao thức IoTVT, một chuẩn giao thức IoT từ Hiệp hội Kết nối mở Open Connectivity Foundation, cho phép tương tác không liên tục giữa các thiết bị IoT với nhau. IoT là một thị trường đầy tiềm năng và hoàn toàn mới cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp có ý định đầu tư vào nó. Do đó, đây sẽ dấy lên nhiều nghi ngại về các vấn đề liên quan an ninh mạng hay là tính riêng tư cho các thiết bị loại này. Do đó thì các nhà sản xuất đã tích hợp thêm các cơ chế bảo vệ vào thẳng phần cứng của thiết bị, và con chip IoT mới của Samsung cũng không ngoại lệ. Công ty Hàn Quốc đã tích hợp một số giải pháp bảo mật riêng biệt cho Exynos IT200 gọi là Security Subsystem, cùng cơ chế khóa bằng phần cứng, tức là sẽ khiến cho các tin tặc không thể sử dụng các biện pháp phần mềm tác động để khai thác dữ liệu người dùng trong thiết bị mà không có một vi mạch bảo mật rời lưu trữ khóa. Biện pháp bảo mật này cung cấp mức độ bảo mật cao hơn nhiều khi so với giải pháp dựa trên lập trình thông thường như là OTP. Nhìn chung thì con chip IoT mới của Samsung sẽ hứa hẹn tiếp tục mang đến cho người dùng nói riêng lẫn thị trường nói chung một lựa chọn nữa mang tính toàn diện hơn khi cung cấp đầy đủ các giải pháp kết nối cần thiết trong một hệ sinh thái IoT. Trong một hiệu năng sử dụng cao cùng nhiều giải pháp bảo mật mạnh mẽ được tích hợp, giúp cho hệ sinh thái của tương lai này ngày trở nên an toàn hơn. Và các giải thiết bị hứa hẹn tích hợp con chip Exynos IT200 cũng rất rộng, từ các thiết bị gia dụng thông minh đến các phương tiện vận chuyển đi lại như là ô tô, xe máy, xe đạp, xe xích lô, xe lăn, xe... bỏ qua đi. Và vừa rồi là những cái nhìn cơ bản nhất của chúng ta có được về con chip IoT mới nhất của Samsung. Các bạn nghĩ rằng những con chip này sẽ còn tích hợp được vào đâu nữa? Hãy bình luận và chia sẻ ý kiến của các bạn vào bên dưới video nhé, cũng như là đăng ký Techmark để đón xem những video cũng như là những thông tin công nghệ mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.